tự hào, phấn khởi về Đắk Nông đổi mới, phát triển là cảm nhận chung của người dân khi đến tham quan triển lãm, lịch sử hình thành, các thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong 20 năm được tổ chức tại thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông vào sáng nay 22 tháng 3. Ngay từ sáng sớm, ông Nguyễn My, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa đã có mặt tại khuôn viên viễn thông Đắk Nông VNPT để tham quan, tìm hiểu về các hình ảnh, tài liệu, bản đồ, phiên bản mộc tái hiện về tỉnh Đắk Nông xưa và nay. Qua các hình ảnh, tài liệu, ông My rất phấn khởi, tự hào về Đắk Nông của ngày hôm nay khang trang, hiện đại, đổi mới. Cách đây khoảng 20 năm thì Đắk Nông là một huyện trực thuộc tỉnh Đắk Lắk. Nhưng mà từ ngày tách tỉnh thành lập ra tỉnh Đắk Nông thì ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn cho người dân. Nói chung là người dân của huyện Đắk Nông cũ và tỉnh Đắk Nông mới ngày hôm nay thì người dân đã vượt qua những khó khăn và lập nhiều thành tích trong công cuộc xây dựng nông thôn mới cũng như đời sống của nhân dân rất là ổn định. Đó là một niềm hân hoan nhất của nhân dân Đắk Nông chúng tôi. Ông Võ Tiến Hưng, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa cũng đã có mặt từ sáng sớm để vừa tham gia giữ gìn an ninh vừa tham quan, tìm hiểu về quá trình hình thành, phát triển của Đắk Nông qua các giai đoạn khác nhau. Là người đã có mặt tại Gia Nghĩa, Đắk Nông từ năm 1983, nên ông Hưng rất tự hào khi Đắk Nông ngày nay đã có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt. Gia Nghĩa Đắk Nông đã thay đổi rất là nhiều, cơ sở hạ tầng đã được phát triển nhiều và những thành phố đô thị Gia Nghĩa từ một khi mà không có gì mà nay thì các cơ sở ban ngành đã hình thành trên địa bàn tỉnh rồi bây giờ đã là thành lập toàn thành phố rồi. Triển lãm lịch sử hình thành, các thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong 20 năm trưng bày gần 268 hình ảnh, tài liệu, bản đồ, phiên bản mộc nhằm tái hiện về tỉnh Đắk Nông xưa và nay. Trong đó, nhiều tài liệu lưu trữ đã ra đời từ cách nay gần 2 thế kỷ. Những tài liệu, bản đồ thể hiện sự thay đổi tổ chức hành chính, tên đất, tên làng trên địa bàn Đắk Nông dưới thời Pháp thuộc và dưới sự kiểm soát của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Đặc biệt, qua 20 năm tái lập, với sự quyết tâm, đoàn kết, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đắk Nông từng bước làm thay đổi diện mạo phố thị, tạo được những nền tảng cần thiết để từng bước đi lên phát triển nhanh và bền vững. Cung cấp sử liệu gốc có giá trị cho công tác nghiên cứu văn hóa lịch sử của các nhà khoa học, tạo không gian học tập, sinh hoạt, tìm hiểu truyền thống của học sinh, sinh viên, nhân dân, cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần triển khai có hiệu quả chương trình phát huy giá trị tài liệu phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội. Với cách sắp xếp khoa học, theo từng mốc thời gian từ quá khứ đến hiện tại, các tác phẩm đã giúp nhân dân và du khách hiểu rõ thêm về nét đẹp của vùng đất và con người Đắk Nông, những tiềm năng, lợi thế và triển vọng phát triển kinh tế, du lịch. Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh, triển lãm nhằm tôn vinh những giá trị di sản văn hóa đặc sắc của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội của Đắk Nông. Triển lãm mang đến nhiều thông tin giá trị cho các tổ chức cá nhân khi tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu về quá trình hình thành, phát triển, những thành tựu của tỉnh Đắk Nông theo chiều dài lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. Triển lãm lịch sử hình thành, các thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong 20 năm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 22 đến hết ngày 23 tháng 3 tại khuôn viên viễn thông Đắk Nông.